xin giới thiệu các bạn, đây là nấm ngọc cẩu. Nấm này là lấy từ vùng Tuyên Quang, hiện đại là đang cuối mùa, nấm lấy về không được đẹp lắm, chất lượng vẫn tốt, vẫn còn nguyên. Trước khi mang phơi hoặc cái là bắt đầu sơ chế. Thưa các bạn, đây là nấm ngọc cẩu tôi vừa rửa xong. Đây là loại chưa rửa. Đổ nước vào từ quả. Trước khi tôi lấy một cẩu tươi, trước khi dùng ta ngâm rượu và làm đồ uống thì ta phải rửa. Không nó là có thể là phơi âm can nó khô hoặc có thể dùng tươi. Đây là chỗ tôi đã đánh rửa sạch sẽ. Để đánh rửa thì các bạn cứ dùng cái con chảo, các bạn đánh rửa đi vài lần, không rửa đi rửa lại. Đây, đây là chỗ tôi đã rửa xong. Đây là loại chưa rửa. Này, xin giới thiệu các bạn, đây nguyên một cái bụi nấm ngọc cẩu rất là to. Nhưng mà khi làm thì ta phải dẽ tẽ này mới được, tách ra đây, tách ra thành cái miếng này, tách ra miếng này. Trông rất đẹp, nếu mà ai thì không để nguyên cả này vào cho mình ngâm rượu thì trông cũng được. Cái bình hơi to. Nói thêm về cái nấm cẩu này, đó là nó có cái rễ, bao giờ nó có một cái rễ, bao giờ cái bụi nấm cẩu nó có cái rễ. Đây cái rễ cây này, tôi sẽ quay sát cho các bạn nhìn thấy cái rễ. Đây là cái rễ đây, rễ trên ngón tay cái thì đang chỉ vào đấy. Một bụi nấm cẩu nào đào đến khó thế này, các bạn sẽ xem chi tiết ở cái video của một đồng nghiệp của tôi. Đây thì các bạn, nấm cẩu cẩu sau khi được làm sạch xong và được phơi âm can, đây phơi âm can là các bạn nhìn này, mái nhà mái chè đấy, toàn bộ đây phơi dưới mái chè hết, toàn bộ phơi cẩu cẩu được phơi dưới mái chè rất sạch sẽ. Tại cơ sở sản xuất đại trà chúng tôi cũng làm đàng hoàng như này, cũng phơi dưới mái che, đảm bảo có cẩu phơi xong rất là thơm. Các bạn liên hệ mua lọc cẩu liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0932 340 345. Rồi, chào các bạn nhé. Rồi, đây xin giới thiệu các bạn, đây là nấm ngọc cẩu. Đây, nấm ngọc cẩu ruột vàng. Đây giờ đang là thời điểm năm nay là 22 tháng 12 2016, chuẩn bị sang năm 2017 dương lịch. Đấy, nấm này giờ hết mùa, bây giờ chuyển sang cái nấm ngọc cẩu nhưng mà ruột tím. Đây là cái nấm ngọc cẩu nhưng mà ruột vàng. Đấy, ruột vàng nó khác ruột tím, cái này đầu nó nhọn, dưới nó tù, nó dài. Còn cái nấm ngọc cẩu ruột tím thì đầu nó tù, nó bầu bầu hơn. Về cái chất lượng thì cái nấm ngọc cẩu ruột tím là nó thơm hơn cái nấm ngọc cẩu ruột vàng. Thế nhưng mà uống rượu mà thấy ngon hơn thì tôi thấy cái nấm ruột vàng rất là tốt. Thế hiện giờ chỗ chúng tôi có cả nấm ruột vàng, nấm ngọc cẩu ruột vàng khô và nấm ngọc cẩu ruột vàng tươi. Thế thì cái cách chế biến thì cũng rất là đơn giản thôi. Nên các bạn cho vào nước, các bạn ngâm, xong các bạn tẽ này, tẽ từng lấy một. Sau đó thì các bạn có thể là phơi khô, phơi âm can, không phơi trực tiếp dưới ánh nắng, hoặc là cho trực tiếp vào bình ngâm rượu. Khi mà cho trực tiếp vào bình ngâm rượu thì các bạn nên chọn cái loại rượu từ 45 độ trở lên, bởi vì cái này nó có nước, hàm lượng nước trong này rất là nhiều, nó sẽ nhạt rượu. Và tốt nhất thì là các bạn nên chọn ngâm một ít ngọc cẩu khô và một ít ngọc cẩu tươi, như thế thì bình rượu nó sẽ rất là đẹp. Rồi,
tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cái lượng của ngâm rượu như thế nào. Video tiếp theo nhé. Đây thưa các bạn là nấm ngọc cẩu, vỏ đỏ, ruột vàng. Đây là đang thái một ít để phơi.